Cháp 101, Cao Võ Xuyên không đến vạn năm sau. Nghe Lục Thánh Bảo bốn chữ xử lý luôn tất cả thì trong lòng Bố Tiểu Thu bắt đầu tò mò tột độ. Ông ta nhìn chằm chằm Lục Thánh trong lòng nôn nao vô cùng, dù cho những giọt mồ hôi lăn dài trên má ông ta vội vã bảo: "Cậu nói đi, chỉ cần có cách thoát khỏi sự truy sát tôi sẽ đồng ý bất cứ điều gì với cậu." Trong lúc người ta đang vô cùng nôn nao thì thanh niên lại bình thản làm sao. Lục Thánh nhắm nghiền mắt lại rồi chậm rãi giơ một ngón tay lên từ tốn bảo: "Đơn giản thôi. Trước tiên ông phải cho tôi biết vị trí cụ thể của mỏ mật kim bí mật kia, cứ như vậy trước đi rồi tôi sẽ từ từ nói kế hoạch cụ thể sau." Một kế hoạch rất hay và công phu, hoành tráng đến mức bảo đảm ông sẽ không thể tin nổi luôn ấy. Lúc này mồ hôi hột trên mặt Bố của Tiểu Thu bắt đầu tuôn nhiều hơn vì lo lắng, không biết là sau khi chỉ ra địa điểm của mỏ mật kim thì thanh niên Lục Thánh có giữ lời hứa không, và cho dù Lục Thánh có giữ lời hứa thì một mình cậu ta có thể bảo vệ nổi mình không. Muôn vàng câu hỏi trong lòng của Bố Tiểu Thu, nhưng không còn cách nào khác. Nguy hiểm luôn vồ vập nên Bố Tiểu Thu không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Sau một lúc đắn đo vào đầu bứt tóc, ông ta cũng đành chỉ vào bản đồ trong chiếc điện thoại mà Lục Thánh đưa. Địa điểm là sau một lúc zoom to bản đồ và tìm kiếm thật kỹ thì Bố của Tiểu Thu đã xác định được chính xác tọa độ chính là ở đây. Sau khi chỉ ra chính xác địa điểm của mỏ mật kim, Bố của Tiểu Thu âu lo tiếp, ánh mắt lão ta cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của Lục Thánh. Trong khi đó thanh niên vừa thao tác gì đó vừa nở một nụ cười ma mãnh, rồi phán một câu chắc nịch: "Được rồi, sau này sẽ không có ai truy sát ông nữa." Chả thấy hành động cụ thể là gì, cũng không được nghe kế hoạch cụ thể, chỉ nhận lại được một câu trả lời hờ hững. Bố của Tiểu Thu giật nảy: "À, tại sao vậy? Chuyện lớn như vậy đã giải quyết xong nhanh như vậy sao?" Trong lòng Bố của Tiểu Thu hiện tại là sự tò mò tột đỉnh, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy? Thanh niên tươi cười rồi giơ cái điện thoại ra đáp bằng một câu xanh rờn: "Ôi trời, chuyện này có gì là khó, ngược lại nó rất đơn giản như đang giỡn ấy. Tôi chỉ cần công bố vị trí của mỏ mật kim lên mạng xã hội mà thôi." Một câu trả lời đơn giản của Lục Thánh giống như đang giỡn, thật khiến cho Bố của Tiểu Thu sét đánh ngang tai. Miệng mồm há hốc với đôi mắt trợn trắng, một biểu cảm khó đỡ của Bố Tiểu Thu đã hiện rõ ra mặt. Ông ta như muốn sang chấn tâm lý mà bảo: "Gì cơ?" Ông ta thầm nghĩ đó là mỏ mật kim trị giá hàng tỷ, cứ như vậy tùy tiện công bố lên toàn mạng xã hội sao? Tới đây thì Bố của Tiểu Thu đã hiểu được câu nói kế hoạch công phu hoành tráng đến mức không thể tin nổi của Lục Thánh. Cùng lúc này ở tổ chức Hoàn Ấn, một tên ngồi trước hệ thống giám sát nhìn thấy thông báo mất kết nối thì lẩm bẩm: "Không hay rồi, tín hiệu của Cửu Hoàn bị gián đoạn, chắc có chuyện chẳng lành xảy ra. Số 9 đã mất tín hiệu rồi, không còn chút thông tin nào." Hắn ta quay lại bảo với đám người phía sau: "Chắc là chúng ta đã quá chủ quan. Dù sao trên tay người kia có thông tin mỏ mật kim, với thông tin đáng giá như vậy thì tìm chút trợ thủ không phải việc khó." Bất thình lình lúc này tiếng của một tên khác vang lên: "Khoan đã, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức về mỏ mật kim." Đó là thanh niên Lục Thánh với dáng vẻ hài hước chỉ rõ tọa độ trên bản đồ: "Mỏ mật kim nghìn tỷ ngay tại đây, mau mau tới húp." Đám người của tổ chức Hoàn Ấn nhìn thấy thông tin mỏ mật kim bị công bố, thứ mà bọn chúng đã tốn biết bao thời gian công sức tính mạng để tìm lấy, thế mà bây giờ nó lại free trên mạng xã hội thì làm sao không cay cú cho được. Bọn chúng nghiến răng nghiến lợi: "Hắn dám công bố địa điểm ra ngoài ư? Vì mỏ mật kim này chúng ta đã mất đi bao nhiêu người, phí công và oan uổng thật đấy." Bốp, một nắm tay tức giận đập mạnh xuống, chủ nhân cú đập tay đó không ai khác đó là của tên thủ lĩnh. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi: "Thật không ngờ một nước cờ tuyệt vời, giờ thì mọi người đều biết tọa độ rồi. Gã đàn ông kia đã không còn giá trị gì nữa." Hắn ta điên máu quát lớn: "Lại có người dám lừa gạt Hoàn Ấn, nhất định phải trừng phạt tên để lộ bí mật kia." Sau đó hắn liền ra lệnh cho cấp dưới: "Cha, mau điều tra cho ta, tìm ra cái tên phản bội công bố toàn bộ bí mật của mỏ mật kim này." Lúc này tại bài viết của thanh niên có tiêu đề "Sự thật mỏ mật kim nghìn tỷ đã được vạch trần", có rất nhiều bình luận của những người khác. Một trong những bình luận hàng đầu đó là: "Ha ha, ta sẽ trở thành người của mỏ mật kim." "Cái gì? Sao lại có chuyện tốt đến như vậy?" Thanh niên Lục Thánh lướt lướt đọc những bình luận thì cười không nhặt được mồm. Bố của Tiểu Thu nhìn thanh niên bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi đem công bố một thông tin mật như vậy thì vô cùng khó hiểu. Muôn vàn câu hỏi được Bố của Tiểu Thu đặt ra, chẳng lẽ cậu thanh niên này không biết giá trị của mỏ mật kim, hay là không phải không biết mà là không quan tâm? Hắn từ đâu đến vậy? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không lẽ người đến từ sao hỏa hay là đầu óc hắn có vấn đề? Liệu hắn có phải từ bệnh viện thần kinh ra không vậy trời? Thanh niên Lục Thánh quay sang bảo với Bố của Tiểu Thu: "Ngày mai sau khi trả phòng anh hãy đưa con gái đến một nơi khác ẩn náu vài ngày, cơn bão mỏ mật kim sẽ sớm qua đi, chúc may mắn, tạm biệt." Cô bé Tiểu Thu đến giờ vẫn chưa ngủ, nghe Lục Thánh nói hai chữ tạm biệt thì cô bé liền mở cửa phòng ló ra với ánh mắt rưng rưng, hỏi anh trai về sau chúng ta có gặp lại nhau không. Thanh niên đi tới cúi xuống vào đầu Tiểu Thu rồi an ủi: "Có chứ, chắc chắn sẽ gặp lại." Rất nhanh sáng hôm sau đám người của tổ chức Hoàn Ấn đã đến hiện trường, nơi mà cô nàng sát thủ số 9 bị đao váng. Tên phía sau nhìn thấy hiện trường quá kinh khủng thì lên tiếng bảo: "Cửu Hoàn lại yếu như vậy sao, bị người ta nắm lấy đầu đập đến chết sao?" Tên phía trước nhìn thôi đã thấy kinh hãi, mồ hôi lăn dài trên má: "Là người giết nàng quá mạnh mẽ, ngươi xem bộ dáng này không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào."
Không, là hoàn toàn không thể phản kháng. Tận mắt nhìn thấy cái hố sâu được tạo ra, tên kia thêm phần kinh hãi. Cái hố sâu thế này dường như đã sử dụng máy đóng cọc. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng nó được tạo ra bằng cách đập đầu người xuống đó, mà còn là đầu của một tông sư cấp 7 nữa. Thật sự là quá hung tàn, quá bạo lực. Hắn ta méo mặt ngoảnh đầu nhìn lại tên đồng đội với giọng điệu ngập ngừng vì sợ. Mày nói chúng ta có nên tiếp tục điều tra không? Tên kia trừng mắt một cái rồi đáp bằng một câu xanh rờn. Điều tra cái con khỉ về thôi. Ngay cả một tên võ giả dị hóa được tổ chức tăng cường như cô ấy còn phải chết một cách thê thảm. Hơn nữa vị trí mỏ mật kim cũng đã bị phơi bày rồi. Nhiệm vụ này vừa nguy hiểm vừa vô ích. Mày muốn điều tra thì tự một mình đi đi, tao về trước. Về đi, điều tra cái gì nữa, nghĩ tới thôi tao cũng đã cảm thấy ớn lạnh cả người run rẩy. Thanh niên Lục Thánh sau khi dỗ dành Tiểu Thu thì liền dùng hệ thống kiểm tra thông tin, lực lượng hắc ám, hoàn ấn, hắc ma xã và còn vâng vâng và mây mây. Không ngờ có hơn 10 tổ chức quốc tế bí ẩn lớn nhỏ như vậy, thậm chí còn có dấu vết hoạt động kéo dài đến một vạn năm võ đạo, quả thực có vị võ thánh ngồi trên. Thanh niên vuốt cầm mà nghĩ, võ thánh cũng không phải là tùy tiện liền có thể bồi dưỡng ra, không phải ai cũng có thể trở thành võ thánh. Có lẽ đằng sau đó là bóng dáng bộ máy của quốc gia. Thanh niên tiếp tục kiểm tra thông tin thì phát hiện thông tin sốc mà ồ lên một tiếng. Tổ chức Hoàn Ấn luôn chuyên tâm vào nghiên cứu về võ giả dị hóa và gây ra nhiều sự kiện lớn gây chấn động quốc tế, bị các quốc gia liên thủ truy sát. Đọc tới đây thì thanh niên vô cùng thắc mắc, võ giả dị hóa là cái gì vậy? Tại sao lại bị nhiều quốc gia liên thủ truy sát như vậy? Hệ thống liền cho biết thêm, võ giả dị hóa sử dụng gen của dị thú cấy ghép vào người võ giả, kích thích sự ra đời của những võ giả thực lực cường đại. Nếu thành công có thể vượt trội cả chục lần so với cùng cấp, nhưng cũng có lợi và có hại. Sau khi chấp nhận cấy ghép gen dị thú, bất kể là ý thức hay cơ thể đều sẽ bị xâm thực và biến đổi, giống như một quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thanh niên Lục Thánh xem tới đây thì méo mặt mà nghĩ, không trách tại sao hôm qua cảm giác khi đối đầu với người nữ nhân đó lại kỳ lạ đến vậy. Hoàn Ấn đã bắt đầu sử dụng công nghệ này rồi, có vấn đề, không lẽ Hoàn Ấn có liên quan đến sự kiện xâm nhập của dị thú trước đây. Ngay cả mình cũng có thể nhìn ra, tầng lớp cao cấp Long Quốc không thể nào là kẻ ngu ngốc, chắc hẳn đã có những biện pháp ứng phó tương ứng, mình sẽ không xen vào việc của người khác. Dù nói là vậy nhưng thanh niên tiếp tục với một biểu cảm khó đỡ, nhưng nếu mình gặp phải cũng sẽ nhân tiện ra tay giúp dọn dẹp một chút. Dù sao cũng chỉ là một cái bóp tay là xong, nếu không gặp thì thôi. Nhưng con đường võ giả dị hóa này mặc dù hơi lệch lạc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, sau này có cơ hội thử nghiệm xem sao. Bất thình lình lúc này thanh niên Lục Thánh còn nhớ ra một chuyện khác. Đúng rồi, còn tương lai của người cha và cô con gái Tiểu Thu kia nữa, để mình tra xem. Không tệ nha, hình ảnh một thiếu nữ hiện ra, thông tin hệ thống cho biết. Tên cô Liễu Ngôn, tổng phụ trách điều tra tội phạm quốc tế đại tông sư cấp 8, cả đời tâm huyết truy lùng các tổ chức Hoàn Ấn, lực lượng hắc ám hắc ma xã, số tên khủng bố bị nàng đánh bại và đưa vào tù giam, tổng cộng đã vượt quá 800 người. Thanh niên Lục Thánh xem thông tin mà không thể tin nổi, nhưng thanh niên cũng có lời khen cho cô nàng, thật kinh khủng, không ngờ vô tình cứu về một nhân tài quốc tế. Bất thình lình thanh niên giật nảy, hả, tình trạng hôn nhân, đơn phương yêu võ thánh Long Quốc, thập toàn võ thánh Lục Thánh, suốt đời ở vậy một mình mà không lập gia đình. Thanh niên xem đến đây thì đứng hình tại chỗ, cái này. 3 giây sau đó thanh niên liền một tay ôm mặt, một tay phủi phủi cái bản thông tin hệ thống, tắt mau. Thật khó tin mà, không nên xem những thông tin linh tinh này nữa, làm hỏng đạo tâm mất, lần sau nhất định không xem nữa. Sau một lúc cảm thán với những thông tin bá đạo đến từng hạt gạo, thì thanh niên thở dài một cái, thôi được rồi chỉ xem đến đây thôi. Thanh niên nở một nụ cười ma mãnh với hai mắt sắc lạnh bảo, giờ phải đi xử lý tên cặn bã kia. Rất nhanh Lục Thánh đã đi tới tiểu khu công nhân số 213, đường Bình Chính phía tây thành phố Phong Trạch. Thanh niên liền gõ cửa, thanh niên lẩm bẩm, Phó Kiến Minh từng làm hại cả nhà người đó ở đây. Một lúc sau có một người phụ nữ ra mở cửa và hỏi Lục Thánh, cậu tìm ai? Thanh niên liền bảo tôi tìm Phó Kiến Minh. Người phụ nữ kia liền vội vã kéo cửa lại, không quen biết, cậu tìm nhầm chỗ rồi. Nhưng bàn chân của tông sư chèn vào cánh cửa thì người phụ nữ kia làm sao có thể kéo lại được cơ chứ? Thấy có vẻ bất lực, vì biết mình không thể kéo cửa lại, người phụ nữ liền gặng hỏi, cậu muốn làm gì? Thanh niên chỉ tay rồi đinh ninh bảo, không nhầm địa chỉ đâu, cô vui lòng suy nghĩ lại, trước đây hẳn là có người tên đó ở đây. Người phụ nữ lắp bắp đáp, hắn hiện không còn ở đây nữa, bây giờ căn nhà là của tôi, cậu còn không đi nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Đã kết thúc tập 101 của bộ truyện tranh Cao Võ Xuyên Không Đến Vạn Năm Sau rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.